xin chào quý vị và các bạn hôm nay cơm món ngon dễ làm xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món tàu hũ gán hành một món ăn ngon rất là dễ làm tàu hũ gắn hành thì ăn chay cũng rất là ngon ăn mặn cũng rất là ngon các miếng tàu hũ thì rất là ngọt ngọt béo béo còn hành thì nó có vị hương thơm rất là đặc trưng còn mỡ hành thì nó có vị béo nè rồi vị ngọt nè rồi mặn mặn nữa kết hợp thêm một số gia vị và các nguyên liệu khác nữa tạo nên món tàu hủ gán hành rất là thơm ngon, tuyệt vời lắm luôn các nguyên liệu và các gia vị của mình thì gồm có hôm nay mình sử dụng 5 miếng tàu hũ 5 miếng tàu hũ vàng này rất là tươi, rất là ngon hồi mình sẽ à, chiên sơ qua trước khi à, mình ốp à, các gia vị vào trong miếng tàu hũ rồi mình gán hành hôm nay mình sử dụng à, rất là nhiều cọng hành lá luôn khoảng 200g gia vị thì có muối bột ngọt bột niêm đường cá dầu ăn nước mắm chay đậu phộng tương ớt tương cà các à, nguyên liệu và các gia vị thì cũng rất là đơn giản và bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình làm nha quý vị trước tiên thì mình sẽ bắt cái chảo lên mình cho dầu ăn vào mình cho nhiều nhiều dầu vào khi mà dầu đã nóng lên thì mình sẽ cho các miếng tàu hũ vào để mình chiên sơ qua tàu hũ thì lúc mình mua về nó cũng đã nguội rồi cho nên mình chiên sơ lại nha quý vị trước khi mình ốp các gia vị vào trong các miếng tàu hũ nếu mà quý vị mua các miếng tàu hũ mà còn nóng á quý vị thì về mình không có cần chiên lại nha quý vị nhưng mà hôm nay mình mua thì nó đã hơi nguội rồi cho nên mình về chiên lại để cho nó thơm hơn và nó ngon hơn và sau một hồi chiên cũng khoảng bốn năm phút đó quý vị và bây giờ mình sẽ gấp ra gấp hết các miếng tàu hũ ra nha quý vị và trong lúc mình gấp các miếng tàu hũ ra thì mình sẽ Đè đè các miếng tàu hũ vào uh, trong cái hành trảo đó quý vị. Để cho nó rớt ra uh, bớt những cái phần dầu mà nó dính uh, vào trong các miếng tàu hũ nha quý vị. À, và sau một hồi thì mình cũng uh, gắp ra hết luôn. Nằm à, miếng tàu hũ hơi vàng ống ấm là được rồi nghe quý vị. Các cọng hành lá thì mình sẽ... Uh, sắt nhỏ nhỏ ra luôn hôm nay mình sử dụng rất là nhiều hành lá luôn hồi mình sẽ bỏ vào trong dầu với các gia vị mình làm mỡ hành nha quý vị các miếng tàu hũ thì mình sẽ trẻ làm hai tương tự thì các miếng tàu hũ khác mình cũng trẻ ra làm hai luôn nha quý vị mình sắt ra làm hai là vừa rồi cũng tùy theo gia đình mình mà sắc sao cho vừa ăn nha quý vị các gia vị thì mình sẽ cho vào trong chén luôn thì mình cho khoảng 1 phần ba muỗng cà phê muối 1 phần ba muỗng cà phê bột ngọt 1 phần ba muỗng cà phê bột niêm khoảng nửa muỗng cà phê đường cát và nước mắm chay thì mình cho cũng khoảng một muỗng canh nước mắm chay vào luôn một muỗng canh hơi lưng hơn nha quý vị Quà nước lọc thì mình cho khoảng hai muỗng canh nước lọc vào luôn các gia vị mà mình cho vào trong chén đó quý vị rồi mình sẽ đảo đều lên để cho các gia vị nó tan hết trong cái phần nước lọc nè nước mắm nè hòa lẫn vào nhau hết luôn và bây giờ mình sẽ cho cái nước chén gia vị á quý vị mình đã phải tan ra đó mình sẽ ốp vào trong các miếng tàu hũ nha quý vị mình để à, gia vị mà nó tan ra hết như vậy nè quý vị Rồi mình à, cho vào trong à, dĩa tàu hủ Thì các miếng tàu hủ nó sẽ dễ thấm à, các gia vị hơn Sau khi mà cho vào trong dĩa tàu hủ rồi Thì mình sẽ đảo đều các miếng tàu hủ của mình lên nha quý vị Để cho các miếng tàu hủ của mình nó sẽ à, thấm đều các gia vị hơn Rồi sau đó mình để khoảng à, 15 đến 20 phút Trước khi à, mình chiên Tại vì mình để càng hơi lâu thì các gia vị quý vị nó sẽ càng thấm sâu vào các miếng tàu hủ rồi sau đó mình chiên nó sẽ rất là đậm đà và rất là thơm ngon luôn tàu hủ thì rất là làm được nhiều món ngon trong đó có món tàu hủ rán hành làm rất là đơn giản rất là nhanh và ăn rất là ngon luôn ăn hoài không ngán luôn á quý vị ăn mặn cũng rất là ngon và ăn chay thì khỏi phải nói rất là ngon tuyệt vời lắm luôn và sau một hồi thì mình cũng đảo đều các miếng tàu hũ rồi đó quý vị và bây giờ mình bắt cái chảo khác lên mình cho dầu ăn vào khi mà dầu nóng lên thì mình sẽ cho nguyên dĩa tàu hũ vào để mình chiên hồi nãy giờ mình để cũng đã khoảng gần 20 phút rồi đó quý vị các gia vị thì nó cũng đã hấm rất là sâu vào trong các miếng tàu hũ rồi và bây giờ mình sẽ cho vào trong chảo để mình chiên mình cho hết vào luôn cái phần nước ớt còn đó quý vị khi mà mình cho vào trong chảo thì mình cũng đảo các miếng tàu hũ của mình à, qua lại khoảng một hai lần nha quý vị rồi sau đó mình sẽ cho vào trong chảo để mình chiên mình làm 5 miếng tàu hủ là chiên vừa trong cái chảo này luôn à. và sau một hồi chiên đó quý vị và trong lúc mình chiên thì mình cũng đảo tới đảo lui các miếng tàu hủ của mình nha quý vị để cho tàu hủ của mình nó chín vàng đều hơn và trong cái thời gian chiên thì mình cũng để lửa nhỏ nhỏ thôi để cho các miếng tàu hũ của mình nó sẽ chín từ từ và nó ngấm các gia vị từ từ và cái thời gian chiên thì cũng khoảng 20 phút nghe quý vị và sau nãy giờ thì cũng gần 20 phút rồi và bây giờ mình sẽ đảo thêm một lần nữa rồi mình chiên thêm khoảng 1-2 phút nữa là được rồi các miếng tàu hũ của mình nó cũng đã rất là vàng ống ấm rồi đó quý vị cũng rất là thơm lắm luôn rồi đó quý vị và bây giờ mình đảo đều một lần nữa nghe quý vị mình chiên thêm khoảng một hai phút nữa là được rồi à, và sau một hồi thời gian mà mình chiên đó quý vị cũng khoảng hơn 20 phút rồi và các miếng tàu hũ của mình nó cũng đã rất là vàng ống ánh rồi rất là giòn rất là thơm và rất là ngon đã chín rồi đó quý vị và mình sẽ gấp hết ra dĩa luôn và trong lúc mình gấp ra dĩa quý vị thì mình cũng vũ vũ xuống để cho cái phần dầu nó rớt xuống hết luôn nha quý vị nếu nhà quý vị mà có giấy thấm dầu thì mình để lên trên các miếng đậu hũ cũng được để cho nó thấm hết cái phần dầu còn không thì mình vũ vũ như nhà mình như cũng được luôn để cho nó rớt uh, dầu xuống thì uh, mình ăn nó sẽ đỡ ngán hơn đó và phần tàu hủ mình chiên cũng đã chín rồi và bây giờ mình bắt cái chảo khác lên mình cho dầu vào rồi sau đó mình sẽ cho khoảng 1 phần 3 muỗng uh, cà phê muối mình làm uh, mã hành nha quý vị rồi mình cho 1 phần 3 muỗng cà phê bột ngọt rồi sau đó mình quậy đều lên và bây giờ khi dầu đã nóng lên rồi thì mình sẽ cho hành vào cái phần hành này nó cũng rất là quan trọng nha quý vị mình sẽ đảo đều lên để cho phần hành nó sẽ vừa chín hơi nha quý vị mình đảo qua lại khoảng một phút thôi rồi mình sẽ tắt lửa rồi mình cho thêm đường vào đó, và bây giờ mình tắt lửa rồi đó quý vị và mình cho thêm khoảng nửa muỗng cà phê đường cát nữa rồi mình đảo đều lên. Khi mình tắt lửa rồi mình hãy cho đường vào nha quý vị. Để hơi đường nó dễ bị vàng lắm trong cái phần dầu của mình. Đó. Và cái phần mỡ hành của mình đã xong rồi đó quý vị, rất là đơn giản. Đó, nguyên cái chạm mỡ hành. Và mình sẽ gấp cái phần hành là lên phía trên các miếng tàu hũ nha quý vị hôm nay mình làm hành rất là nhiều luôn để cho nó thơm hơn và ngon hơn cái phần hành thì cũng tùy theo gia đình mình nha quý vị mình cho nhiều hay ít tùy theo gia đình mình nhà mình thì cho rất là nhiều hành để cho nó béo nè thơm ngon hơn và mình sẽ cho đậu phộng lên trên nữa rán hà tàu hũ rán hành thì cũng phải có đậu phộng rang nữa nha quý vị mình cho lên trên đậu phộng này thì nhà mình găng sẵn luôn và món tàu hũ rán hành của mình sẽ chấm với uh, tương cà và tương ớt mình để uh, hai bên luôn nếu ăn cay không được thì có thể mình chấm bên tương cà hoặc là tương ớt nếu mình ăn cay được và đã thành phẩm rồi đó quý vị tàu hũ ráng hành cũng đã chín rồi các miếng tàu hũ thì rất là giòn nè ngọt nè béo béo nè còn hành thì nó có hương vị rất là đặc trưng rồi mở hành thì nó có vị ngọt nè hơi mặn mặn nè rồi béo béo nữa rồi kết hợp thêm số gia vị và các nguyên liệu khác nữa tạo nên món tàu hũ rán hành rất là thơm ngon tuyệt vời lắm luôn và món này rất là được ưa chuộng luôn nhất là trong các bữa ăn cơm chay nè vào những ngày gầm nè những ngày đầu tháng nè hoặc là những ngày cuối tháng và mình chấm với tương ớt tương cà và món tàu hũ gắn hành có thể mình ăn chơi cũng rất là ngon hoặc là ăn chay thì khỏi phải nói ngon tuyệt vời ăn mặn cũng rất là ngon và đã thành phẩm rồi đó quý vị rồi kênh món ngon dễ làm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau